Wow. Con cắn. Ôi mấy con này. Đây nhung mỏ mấy con rồi. Ồ được rồi ha. Hello, chào tất cả mọi người đã đến xem cô kênh Vi nha. Hôm nay thì Vi làm một video là Vi mò ốc các mọi người. Biết mò được ốc không thì thôi. Đấy thì ở sau lưng Vi là có bốn người ha mọi người. Bốn người thì hai nhóc kia là một cái nhung. Bé nhung với anh ha. Hai người thì anh dạy cô Vi hết mọi người. Còn bé nhỏ kia thì cháu Vi. Hai đó là hai người thì anh dạy cô Vi hết mọi người. Đó Vi anh dạy cô Vi. Còn cái hai nhóc kia thì bé nhung đó, đang mò ha. Thì xem thì mò như thế nào thì Vi sẽ quay cho người xem nha. Mò ốc thì rất là đơn giản lắm mọi người. Ốc ở quê Vi thì ốc nhỏ nhỏ chắc là nhiều luôn. Nhưng mà mình mò là mình biết cách mò hết mọi người. Chứ không thì không có chỗ ốc, không có ốc đâu. Đó. Nếu mà mình không biết cách mò thì cả ngày cũng không có một con ốc đó mọi người. Đây trước mắt Vi là bé nhung với bé Xuân á. Bé Xuân thì cháu của Vi hết mọi người. Bây á thì bỏ gì đi có đừng ở trơn á. Đó này nước này trơn lắm. Bé Nhung mò được bao nhiêu con rồi, mò đi được bao nhiêu con rồi Xuân ơi, có được chưa? Đấy trước mắt Vi cũng hai anh chị của Vi đang mò hết mọi người. À con à, nó trơn lắm ấy, trơn chắc là trơn luôn. Mò được chưa? À mấy con ốc rồi hả? Không được ốc bao nhiêu? Hai con hả? Đó Xuân mò được mấy con rồi Xuân? Sáu con hả? Bỏ bị một lát mình về mình làm hấp xạ ăn rất là ngon luôn. Bị té hả? Bị đất hả? Trời ơi. Có không mà chứ đâu có không? Đó mò dưới đó đây sẽ có. Mò dưới này sẽ có nè. Đó nước chảy xuống á mọi người. Chảy xuống thì ốc ấy thì ở dưới nước á. Chắc có mọi người. Nước to quá. Nước lớn quá. Mò trên. Hả? Đúng không? Ok. Xem mọi dưới có không? Ôi mấy con này. Đấy, nhung mỏ mấy con rồi. Ồ được rồi ha. Mình mò được mấy ký mình về mình chiên ăn rất là ngon rồi. Ốc này ốc gạo ăn rất là ngon luôn á. Ai mong bơi bài mắng ở nó ở dưới á. Để mình coi xem nó như thế nào. Ôi đừng có hả à, không anh đi nó ở dưới đó chứ đá rồi mình lật đá lên thì nó ở dưới đá mọi người nhá. Đó thấy chưa, đây lật đá lên thấy đó thấy không, đây đầy luôn hay chưa, quá trời vậy. Ốc này kiếm đá mình nó ở mọi người chứ không ở ngoài cha thấy nó đâu. Đói nước cũng có nước, nước to nè, nó chảy rồi còn con. Hồi nãy
thì Vy ở bên kia mọi người, ở sông bên kia thì Vy mò ốc rồi ha. Tại đây thì Vy sẽ mò cua. Chúc mắt Vy là nhung với Xuân hết mọi người. Để Vy qua đó thì xem có cua không. Có cua không Xuân ơi? Có cua không? Cua thì không phải là mình bắt mà được mọi người. Nó nằm trong hang ấy. Mình móc trong hang mới có cua á mọi người. Để Vy vừa view Vy móc cua cho mọi người xem nha. Có cua. Làm gì? Wow. Why? Helen, why? Ông có thể ốc là quý. Nhiều lắm. Why? Ốc nằm trong cây mà ngồi. Why? Ốc ở trong cây sao biết hay vậy? Why? Sông nhất tân, sông hay thế. Tôi sẽ đi mò cua. Tôi để dép đây mọi người. Đi mò cua. Cua đồng á mọi người nha. Cua đồng này ở trong hang. Trong ở ngoài nha. Đây với kiếm hang nào đi mò. Cho người xem luôn ấy. Đó, không có hang. Đây. Đó, không có hang. Có hang không? Đó đó. Đó là hang, hang cua đó mọi người. Đó, hay chưa? Có cua không? Quay á. Quay cổng rộng á nhúng. Wow. Ui, cô cắn. Cắn. Wow. Quay. Sâu lắm mọi người ơi. Mình phải cốc gì nha. Ăn cua ở quê đi phải mất gì nè. Quá. Wow. Cua nè, thấy chưa cua nè. Đó, thấy chưa? Cua nè, cua nè. Thấy chưa cua nè mọi người. Đó. Cua đây đây, tôi đưa cua cho con. Đó ha, một con cua ha. Đấy, mới móc ra nha mọi người. Đó, hàng nó sâu lắm. Đó, hạt con này mới có nè. Đó, ở trong hàng này có. Giờ thì Vy sẽ đi tiếp theo ha. Rồi. Rồi tiếp theo thì kiếm cua ha mọi người. Đó, tại thấy đó thấy hàng cua á. Ấy chà. Quá trời luôn. Bảy ốc luôn. Đó. Vậy thôi mấy con cua mấy con cua một con cua một hai ba cái ốc á mọi người. Ốc xào xả ớt đó, món ốc này rất là ngon luôn. Thấy chưa? Wow, xào luôn chứ chưa. Rồi mình ăn sẽ ăn nha mọi người. Đó, chưa giờ bắt quá trời luôn, mò quá trời luôn. Vợ đang ăn xào đồ này, ăn cơm hả? Xào đồ để ăn cơm ngon quá. Coi này ngon không? Rồi móc đi, móc ra cho sau đi. Mọi người ăn ốc nha. Chưa giờ thì Vy, bánh nhân với bánh sung. Còn hai cái anh dạy của Vy nữa mọi người. Đó thì hai anh dạy bên kia đang lên kèo. Thì thôi thì Vy dự biểu ha. Hai anh dạy của Vy thì làm nhân viên quần chúng thôi. Không dám làm gì là nhân viên chính đâu. Này có nhân với bánh sung. Đó, nhân thì con Vy, bánh sung thì cháu Vy. Bây giờ mời mọi người ăn này. Xong xong, bánh sung, ăn này. Ăn món ốc này nè, to này. Đó, đó, nhìn xong xong, ăn đi. Ăn con, ăn tự nhiên đi nha. Ăn tự nhiên đi mọi người. Đó, ốc mình phải chấm mắm rồi mọi người. Này mọi người xem mắm người kìa. Đó. Mời anh chị cô bác. Trông nông mời nhanh nông. Mời anh chị cô bác luôn á. Em mời mọi người ăn nha. Mời anh chị cô bác. Ngon quá. Ốc này nè mọi người, vừa người. Nãy chế biến Vy không quay đâu. Vy quên quay. Đây thì vợ chú, vợ Vy cô chế biến thôi. Thứ nhất là mình làm ốc mà làm xả nè, không? Đó. Ngon. Xả nè, ớt nè. Đây, xả cho ốc giờ mình là chiên vô. Ôi này ha. Ủa, nhìn chưa? Wow, wow. Nhìn nào phê luôn á mọi người. Quá là thơm luôn. Wow. Cua đâu? Có cua không con hả? Mò cua, bắt cua không con hả? Bỏ hả? Quá trời ngon mọi người. Mời mọi người. Mời mọi người. Mời anh chị cô bác. Wow, thơm không? Thơm không? Thơm. Ngon không? Rất là ngon mọi người. Đây thì hôm nay thì có cháu Vy là bé Xuân. Đó, này cũng là mình dặn lên video ha. Thì anh Nhung thì lên video hoài rồi. Đi Vy Nhung lên video tới nay được 4 video đó mọi người.
video uống trà sữa nè, rồi video ăn bánh trắng trộn, rồi lại cái video phát lên YouTube đó, nhận lên YouTube đó cũng 3-4 video lắm mọi người. Mình bỏ cái này nè con, nó đau bụng á, mình bỏ gấp ra đó. Ăn đi xuống, ăn xuống tự nhiên đi, ăn xong đi, quá là thơm ha mọi người. Đây mình bụng nè, thơm quá, rất là thơm mọi người. Cái đầu này thì bỏ đi nha, bộ đầu này thì bỏ thôi, nó ăn được đâu. Nó toàn là cái, nói chung là mình mới làm bắt cái rồi, mới bắt thì mình phải ngâm nó phải ngày đêm mới ra cái sình đó chứ. Mình làm liền như Vy làm thì ăn cũng nó không kỹ đâu ha. Sình này lấy ra nha, đúng. Xinh lắm. Hả? Xinh là mí. Xinh là lúc. Ngon quá. Ngon lắm. Wow, thơm quá mọi người ơi. Ốc này mình ngửi cái thơm ha. Thì ngày mai mình đi bắt nó không? Đi bắt cua nha. Ngày mai mình bắt cua làm gì ta? Bắt cua mình trang me. Xào. Xào trang me hả? Cua làm gì ngon đây bác Xuân ơi? Làm gì? Cua mình trang me hay là cua mình nướng? Thì mọi người comment đi ha. Thì bây giờ sau là bị bắt cua. Nhưng mà cua làm gì thì các mọi người comment đi. Ai mà comment này nhiều cua rang hay cua xào xả ớt hay là cua nấu canh chua tùy thôi. Vậy sẽ làm như vậy ha. Ăn xong. Thơm mùi xả mà quá trời ngon, luôn nó nhất luôn mất việc lá thì coi xong bảo không 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 ngon quá. Rất là thơm ha. Ngày mai mình đi bắt nó đi, bắt nó cho mình làm món khác. Đây là ốc xào xả với ớt nè đó. Còn mai thì mình làm ốc hấp, ốc luộc. Ôi mấy ốc này thì quay vi thì đầy luôn ha. Rồi xong rồi suối đi mòn cái là chỉ có mò 3-4 giờ bên đi mòn là về là có ăn ha. Ở Bình Dương Vy thì đâu có được đâu, ở Bình Dương thì bây giờ đó thì mình mua không à. Nó có mà như ở đây mà mình có tự nhiên mình đi bắt đâu ha mọi người. Ăn đi Xuân ơi, ăn đi rồi quá trời ngon luôn. Và nước mắm mắm gần này nó cháy với mọi người, thật cay luôn. Thơm quá rồi, vị cay thơm á. Mắc cỡ hả? À, nhóm mắc cỡ không? Mọi người thấy bé Nhung với bé Xuân ai gì thân thì cho bà tem mọi người, cho nên cho bà tem không? Bây sẽ lập tem ha, cho tem cho Xuân Nhung và tem quay luôn ha. Thôi video Vy đã dài ha, thì Vy cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ Vy. Nếu mà thấy video Vy hay, nếu mà thấy bé Nhung với bé Xuân gì thân thì mọi người cho Vy một like, một đăng ký kênh nhé. Bye bye, chào mọi người nha, bye bye.